Hello, xin chào các bạn, mình là Layla đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một concept makeup cực kỳ đơn giản nhé. Make kiểu này thì vừa có thể đi học, đi làm và đi chơi được luôn. Giờ thì bắt đầu nào. Bước chăm sóc da trước khi makeup là vô cùng quan trọng. Chúng ta vẫn phải skincare với 4 bước cơ bản như trên, sau đó mới thực hiện makeup theo thứ tự từ trên xuống dưới trên khuôn mặt. Đầu tiên, các bạn cần dưỡng da bằng nước cân bằng. Nước cân bằng sẽ có tác dụng dưỡng ẩm và làm mềm da và giúp da sạch hơn nữa. Đây là loại nước cân bằng balancing dành cho da dầu. Vậy là các bạn đã có một bước kiềm dầu vô cùng quan trọng trước khi makeup rồi đó. Bước skincare tiếp theo mà các bạn rất hay quên đó chính là dùng kem dưỡng mắt. Vì vùng da mắt hoàn toàn là da khô nên chúng ta lúc nào cũng cần phải bảo vệ đôi mắt của mình. Giờ thì mới đến bước kem dưỡng da. Thường thì các bạn hay bỏ qua những bước đầu mà chỉ dưỡng da thôi trước khi make up. Nếu da không được skin care tốt thì lúc đánh nền trông sẽ rất xấu đó. Thoa đều kem lên mặt và vỗ nhẹ để lớp dưỡng thẩm thấu sâu hơn. Và cuối cùng thì đừng quên kem chống nắng nhé. Mình sử dụng kem chống nắng dạng sữa của Artichi. Chất kem rất mỏng, lỏng và nhẹ, dễ thẩm thấu vào da hơn. Đặc biệt loại kem chống nắng này còn có tác dụng nâng tôn giúp da trắng sáng hơn nữa. Các bạn lưu ý cách bôi kem chống nắng đúng đó là vỗ nhẹ như thế này nhé. Trước khi make up chúng ta cũng cần thoa một lớp son dưỡng lên môi để lát đánh son lên màu chuẩn và mịn hơn. Son dưỡng của Artichi chứa rất nhiều vitamin E còn giúp môi hồng lên nữa. Bước đầu tiên của make up đó chính là sử dụng kem lót. Artichi có hai loại kem lót dành cho da dầu và da khô. Mình sẽ lựa chọn kem lót dành cho da dầu phù hợp với đặc tính làn da của mình. Bước tiếp theo chính là che khuyết điểm trên da. Hộp phấn nền 2-in-1 này có hai màu triệt sắc, màu tím để che những vết thâm, quần thâm mắt và những đốm nâu, còn màu xanh thì che những mụn đỏ. Ngoài ra loại phấn này còn có một tông màu nâu dành cho những bạn có màu da sậm hơn, chúng ta có thể dùng màu đó để tạo khối. Sau khi che hết quần thâm mắt và những đốm nâu rồi thì mình sẽ sử dụng một chiếc cọ nhỏ hơn để che những mụn đỏ li ti. Ở bước đánh nền mình sử dụng hai màu nền bit square và màu sen kết hợp theo tỷ lệ 1:1 để ra một tông màu nền giống với màu da của mình nhất. Tiếp đó là dùng đuôi một chiếc cọ để đánh đều hai màu nền lên. Đánh càng tan thì lớp nền sẽ càng mỏng, đưa lên da sẽ càng đẹp. Cách đánh nền dễ nhất là sử dụng một chiếc mút mềm tán đều kem nền lên gương mặt. Sau khi đánh nền xong thì nhất định phải phủ phấn nhé. Trong hộp phấn phủ này đã có sẵn một chiếc bông rất tiện cho chúng ta dặm phấn lên mặt. Nhớ dặm từng chút một và đều tay nha. Phấn phủ sẽ có tác dụng khóa chặt lớp nền và tạo hiệu ứng da mịn như da em bé vậy đó. Chỉ đánh nền mà không phủ phấn thì da bạn sẽ bị hỏng be bét. Phủ phấn toàn mặt xong thì bạn dùng một chiếc cọ nhỏ để dặm lại những vùng da chuyển động như phần lông mày, bầu mắt, khóe mũi và ở mép. Nửa gương mặt còn lại bạn làm tương tự như vậy nhé. Lông mày có lẽ là nỗi ám ảnh của rất nhiều cô gái, nhưng với mình thì vô cùng đơn giản. Mình sử dụng chiếc mascara mày của Artichi. Nếu bạn đã có khuôn mày sẵn rồi thì chỉ cần chuốt một chút là xong. Chi tiết hơn thì vẽ thêm phần đuôi mày nữa, nhưng với mình thì không cần. Giờ thì đến bước cầu kỳ nhất, đó chính là đánh mắt. Đây chính là bảng phấn mắt 2-in-1 gồm 5 màu son và 5 màu phấn mắt. Cái bảng này đa di năng lắm nha, thậm chí chỉ cần một bảng phấn mắt này thôi là có thể make up được toàn gương mặt. Đầu tiên mình sẽ sử dụng màu hồng nhạt làm màu nền cho bầu mắt trên và phấn mắt dưới. Các bạn đánh mắt thì đừng bao giờ quên đánh cả mắt dưới nữa nhé, sẽ giúp đôi mắt trở nên sâu và đẹp hơn. Tiếp đó mình sẽ dùng em phấn mắt dạng kem siêu đỉnh này. Em này thì ăn điểm ở độ bám màu cực kỳ bền và chắc. Khi phấn mắt đã khô thì nước không thể làm nhòe đi phần màu mắt đã bám trên da được. Vậy là chị em chúng ta dù khóc hay đi bơi thì vẫn sẽ đẹp rồi. Tới mình cũng sẽ làm một thử thách 24 giờ không trôi của em phấn mắt này. Hôm nay mình make up theo tông hồng nên mình sẽ chọn màu mắt ánh hồng. Để màu mắt tan và đẹp hơn thì bạn dùng một chiếc cọ mắt đánh 2/3 vùng bầu mắt trên từ đuôi đổ vào nhé. Tiếp đến mình sẽ dùng em màu mắt siêu sang chảnh này để nhấn cho phần màu ở đuôi mắt. Dùng chiếc cọ có sẵn ở trong hộp để lấy màu nâu đầu tiên nhắm đậm phần đuôi mắt trên và dưới, diện tích khoảng 1/3 mắt. Tất cả những màu mắt mình dùng đều có ánh nhũ nhẹ rồi nên đôi mắt sẽ trở nên lung linh hơn. Cuối cùng bạn dùng một chiếc cọ sạch tán đều màu mắt ra để các màu tan vào nhau trông vẻ tự nhiên hơn nhé. Công đoạn vất vả nhất có lẽ là vẽ eyeliner, nhưng với em chỉ kẻ mắt Artichi thì việc này trở nên dễ dàng hơn rất nhiều bởi độ bám màu và sắc nét của em nó. Tiếp đó là kẹp mi để chuốt mascara thôi. Đây là chiếc mascara 2-in-1 vừa có thể thu ngắn vừa có thể kéo dài, phù hợp với khoảng mắt của từng người và dễ dàng chuốt được mi trên và mi dưới. Trời ơi, em mascara này đúng thần thánh luôn, chuốt một tí thôi mà cảm giác mi đã dài thêm được mấy phân rồi. Nhờ hiệu ứng 3D này khiến làn mi của mình trở lên dài và cong hơn rất nhiều. Tiếp đến là phần má hồng. Mình sẽ tận dụng luôn màu mắt lúc đầu để làm màu má. Vì màu mắt này đã có một chút ánh nhũ rồi nên khi đánh lên má sẽ có hiệu ứng highlight trông rất đẹp. Mà đây là một màu hồng nhẹ nên má sẽ hồng một cách tự nhiên trông không hề giả chân một chút nào.
Để nổi bật thêm một chút thì mình sẽ dùng em highlight của Artichi này lên vùng mũi, trán, cằm và nhân trung. Mũi ai mà không được cao thì lên highlight và tạo khối mũi một chút nhé. Nhìn mũi sẽ có đường nét hơn rất nhiều đó. Mình lại tiếp tục tận dụng bảng mắt này với màu nâu nhạt để tạo khối cho mũi. Phải nói là em bảng mắt này được việc thật. Trông mũi có vẻ cao lên rồi đó, giờ thì đến bước cuối cùng nào. Đánh son thường mình sẽ dùng hai màu. Đầu tiên đó là một màu hồng nút là màu nền cho môi. Màu này thì rất gần giống với màu môi thật nên mình sẽ chọn dùng để làm màu nền. Tiếp đó mình sẽ dùng màu son đậm nhất trong bảng phấn vừa rồi để đánh lòng cho môi. Cách đánh lòng sẽ giúp bạn trông trẻ trung hơn, còn nếu đánh phun môi thì nhìn bạn sẽ quyến rũ hơn rất nhiều. Ok, vậy là hoàn thành rồi đó, giờ thì chuẩn bị biến hình thôi nào. Đẹp rồi, giờ thì chỉ cần thơm nữa thôi. Mình sử dụng em nước hoa dạng sáp của Artichi bôi một chút lên cổ tay và phần cổ để có một mùi hương ngọt ngào. Nếu đi tiệc thì các bạn có thể sử dụng thêm một chút son bóng nhé. Son bóng sẽ làm môi trở lên ướt át và thu hút hơn đó. Vậy là đã xong rồi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại.